Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu về hàng loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc thực thi thỏa thuận, sáng kiến ngũ cốc biển đen và cuộc xung đột tại Syria và Ukraine. Sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận ngũ cốc Ukraine đã được cung cấp sang các nước phương Tây và những yêu cầu áp đặt đối với mặt hàng này đã được dỡ bỏ. Ngược lại, phần liên quan đến Nga trong thỏa thuận không được thực hiện với các trở ngại trong việc cung cấp tài chính, logistic, vận chuyển, bảo hiểm và xuất khẩu. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moscow sẽ xem xét sự cần thiết của thỏa thuận nếu không có tiến bộ trong việc loại bỏ trở ngại cho xuất khẩu ngũ cốc và phân món của Nga. Bên cạnh đó, ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận lịch trình tiếp xúc giữa chính phủ hai nước ở các cấp khác nhau thực hiện các dự án chiến lược song phương trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể là nhà máy điện hạt nhân Akuyu. Hiện Nga, Iran, Syri và Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc gặp ngoại trưởng bốn nước về việc bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damas. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho rằng kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng dưới 3% trong năm nay, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến đóng góp 50% tăng trưởng toàn cầu. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Kristalina Georgieva, đánh giá tình trạng suy giảm mạnh của nền kinh tế thế giới trong năm ngoái sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay, thậm chí kéo dài với mức tăng trưởng dưới 3% trong 5 năm tới. Đây là dự báo tăng trưởng trung hạn thấp nhất của IMF kể từ năm 1990, điều này sẽ khiến cho các quốc gia có thu nhập thấp thậm chí còn khó bắt kịp hơn. Khoảng 90% các nền kinh tế tiên tiến được dự báo sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm trong năm nay. Tuy nhiên, một số động lực đến từ các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt châu Á là một điểm sáng. Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm một nửa mức tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cho thấy, là đợt dịch mới tập trung tại Nam Á có xu hướng lan nhanh sang phía Đông Nam Á và Tây Á. Đáng chú ý là tình hình dịch bệnh đang tăng mạnh ở Ấn Độ. Trong 28 ngày qua, WHO ghi nhận gần 3,3 triệu ca mắc mới COVID-19, hơn 23.000 ca tử vong vì bệnh này. Các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, Ả Rập Xê Út hiển thị màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất, trong khi Philippines, Myanmar, Bhutan hiển thị màu cam. Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với hơn 34.000 ca, tăng 680%. Việt Nam, Lào, Campuchia đang hiển thị màu xanh lục và xanh dương, thể hiện xu hướng giảm. Châu Âu tiếp tục đứng đầu trong 6 khu vực dịch tễ với hơn 1,38 triệu ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong. Châu Mỹ đứng thứ hai thế giới với gần 1 triệu ca mắc mới. Khu vực Tây Thái Bình Dương đứng thứ ba, trong khi châu Phi ghi nhận ít ca mắc mới hơn, nhưng xu hướng lại tăng mạnh ở một số nước Bắc Phi. Xác một con cá nhà táng dài 18 mét đã trôi giặt vào bãi biển ở Bali, Indonesia. Các chuyên gia động vật đang chuẩn bị khám nghiệm xác con cá khổng lồ này để tìm hiểu nguyên nhân cái chết có phải là do vấn đề ô nhiễm nhựa hay không. Con cá nhà táng trôi giặt vào bờ phía đông của đảo Bali có cân nặng lên tới hàng tấn. Trước khi chết, con cá này đã được người dân địa phương cố gắng đẩy trở lại biển. Nhưng sau khi bơi đi, con vật lại mắc cạn chỉ sau vài giờ ở một bãi biển khác và chết trên bờ. Con cá không có dấu hiệu chịu thương tích ngoài da. Theo các chuyên gia, cá nhà táng thường đến gần bờ hơn khi chúng bị ốm hoặc sắp chết. Cá nhà táng là loài săn mồi lớn nhất thế giới, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách dễ bị tổn thương trước nguy cơ tuyệt chủng. Năm 2018, một con cá nhà táng được phát hiện đã chết ở Indonesia với hơn 100 cốc nhựa và 25 túi ni lông trong bụng, làm dấy lên lo ngại về vấn đề rác thải biển ở quần đảo Đông Nam Á này.